Hiện tại thì đối với công tác để đảm bảo tiến độ 30/4/2025 thì đây là thời điểm nước rút. Vì từ giờ đến hết quý 4/2024 này là thời điểm gọi như là bản lề để triển khai công tác móng đường, và xong thì đến đầu bắt đầu sang đầu quý 1 với cộng quý 2 của 2025 là lúc đấy là mình phải công tác hoàn thiện về phần mặt đường và các hệ thống an toàn giao thông liên quan để quyết tâm bằng được là 30/4/2025 là sẽ thông tuyến chính, và có thể sẽ hoàn thiện những cái công tác phụ trợ về đường gom là sẽ hoàn thiện sau đó một khoảng thời gian nhất định. Thế còn hiện tại thì đối với tất cả các công việc là vẫn được triển khai ở các vị trí, vì thời điểm này là thời điểm hoàn thiện nên các công việc là diễn ra gần như đồng loạt trên tuyến, nó không được đồng bộ như thi công nền mà nó sẽ rầm rộ nữa, mà nó sẽ rải rác, và nhưng mà tất cả các vị trí là đều phải triển khai. Do dự án thời gian để thi công từ nay đến 30 tháng 4 cũng không còn nhiều. Do vậy thì nhà thầu cũng tăng cường các mũi thi công rồi là nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công 30 tháng 4 hoàn thành. Nhà thầu cũng phải thường xuyên theo dõi thời tiết, tận dụng những ngày mà nắng ráo không mưa thì sẽ triển khai thi công với tông nhựa, còn những ngày mà mưa thì triển khai thi công các hạng mục như bê tông và các cái hạng mục về hoàn thiện của cầu, không ảnh hưởng gì đến chất lượng. Công trường đã đang tích cực tăng ca tăng kíp để đến 30 tháng 12 là thông tuyến chính, còn là đến 30 tháng 4 sang năm 2025 thì đã hoàn thành tất cả các hạng mục để bàn giao tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Tất cả các đầu máy móc của Xuân Trường của doanh nghiệp là đang tăng ca đến tận 2-3 giờ đêm, có chia người tăng ca tăng kíp để đạt với tiến độ ạ.